Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mẫu Nhà Đẹp. Và hôm nay mình lại xin được giới thiệu cho các bạn một cái mẫu nhà mái Nhật 2 tầng các bạn nhé. Đây là cái mẫu nhà mà các bạn khán giả đã chia sẻ cho bên mình. Và sau khi hoàn thiện xong ngôi nhà thì các bạn ấy có chia sẻ cho kênh Mẫu Nhà Đẹp để kênh Mẫu Nhà Đẹp lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn. Để nếu như các bạn có thích cái mẫu này thì hãy tham khảo rồi cùng làm theo. Đấy, thì cái mẫu này thì là được làm trên một miếng đất có chiều dài là 10 x 30 m các bạn nhé. Nhưng diện tích xây chỉ có kích thước là 8 m rưỡi nhân với 13 m thôi các bạn. Đấy, và làm 2 tầng mái Nhật. Đấy, thì công năng sử dụng có là một phòng khách, một phòng thờ và 3 phòng ngủ các bạn nhé. Có 4 3 vệ sinh các bạn. Đấy thì cái khuôn viên phía trước nhà là được làm sân và trồng cây rất là nhiều. Đấy, như các bạn mà thích cái mẫu này cần tham khảo bản vẽ thì cứ hãy comment phía dưới video, mình sẽ chia sẻ bản vẽ cho các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Xin chào.